thạch tim. Trời ơi, Pandora ơi, sao vậy? Rớt từ đâu xuống chia cho thúc cái lỗ ra vậy trời? Coi coi sao vậy, sao vậy? Quay liền luôn á hả? Ok. Xin chào tất cả các em. Chị Vani thấy Pandora rớt một cái đùng. Và chị Vani thấy là xúc một cái hộp. Và chị Vani phát hiện ra rất là nhiều thứ ở trong đây. Để xem coi trong đây là cái gì nha. Sơ đồ. Creatory. Bếp. Lầu 1, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5. Như vậy thì chị Vani đang đứng ở đây. Không có, không hiểu. Không hiểu đưa cái này làm cái gì. Thôi, còn một cái nữa. Để mở ra coi. Đi theo bản đồ, tìm đủ 4 mật thư để được nhận quà. Lưu ý, có các mật thư giả. Trời, dạo này làm bất ngờ lắm hà ngang. Mật thư giả nữa hà ngang. Ngộ hà, đi thôi. Chị Vani đang không biết là đi theo bản đồ thấy mật thư ở đâu, nhưng mà thấy có khá nhiều dấu X. Chắc là mình sẽ đi đến mấy cái dấu X này trước đi đã. Mình cứ gom hết đi, rồi xong sau đó mình gom về, mình mới phân biệt thiệt giả sau. Ok, bây giờ ở đây là có Studio ABC. Là có dấu X nè. Mình sẽ tới ba chỗ này trước. Bắt đầu thôi. Studio. Trời tối quá, mình sẽ dùng phép thuật ác khu. Ô đúng rồi. Trời, chị Văn Ly thông minh một cách tuyệt vời luôn. Thật ra là mình đang nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ tìm một cái chỗ để mà mình mở đèn. Mình sẽ thấy cái này. Một. Trời kỳ vậy. Pandora à, lạ lắm hả nghe. Studio B. Chỗ này chị Vani biết cơ mà. Studio B. Miss Thi à, bữa chị Vani đã dọn phòng cho em rồi mà sao bây giờ nó vẫn bày bừa vậy? Đây, vị trí giống đúc bạc của mình. Ôi, trời ơi, phòng Khung Thi nó quá nhiều đồ chơi luôn á. Có cả đồ ăn nữa. Chị một miếng nha Thi. Cảm ơn Thi. Khúc này là không có. Ê, chị thích cái này của Thi lắm nè. Thôi không được. Trời đất ơi. Ôi, cái này là chỉ có mấy bạn nữ thích nè. Đồ làm nail. Làm nail. Ok, qua phòng Studio C coi nha. Tắt đèn cho Miss Thi nè. Studio C. Ây hà. Trời, thiết bị nó có cái này có thiết bị màu hồng đẹp quá hả. Bữa nào phải qua xài cái thiết bị mới được. Mà thiết bị bài bừa cũng hay nữa Miss Thi hen. Trời, quá nhiều đồ. Trời ơi, quá nhiều đồ luôn á, lỡ mình đụng vô mất cái gì chắc chết luôn á. Chị bên đây toàn thấy một thư thì vẫn hơn không. Lại không có cái gì trong đây. Trời ơi, đang đâu đây à, mất thời gian quá đi nè. Xong rồi, từ. Bây giờ là mình lầu 1 xong. Mình tới lầu 2 nha. Lầu 2, bảng thông báo. Cái này là cái cầu thang. Kế bên cầu thang là cái gì? Mình không biết nữa, mình lên chẳng gì đã. Lên thôi. Từ lầu 1 đến lầu 2 mà mình đi thang máy thì cũng kỳ. Nhưng mà cái này là thang bộ, chị Vani đang không biết cái cục này là cái gì thôi. Trời ơi, sao một thư nó dễ quá vậy trời. Dễ ăn quá vậy trời. Số 2 đã. Các bạn nữ sẽ rất thích cái này. Cái này là nail sticker. Sweet nail sticker. Giống như là hôm nay nãy giờ là chị Vani thấy à. Hai cái đồ vật có mà Pandora cho liên quan tới bóng tay không à. Vậy là coi như giả bộ cái này là cái cầu thang máy đi nha.
còn cái nữa phải thông báo. Nhanh. Anh có thấy mật thư nào của em không? Không. Cảm ơn anh nhiều. Đừng mất quá tinh thần. Các em ơi, hãy uống dầu cá để có đôi mắt sáng như chị Bánh Mi nhé. Một thư số 5. Không biết là có bao nhiêu mật thư giả nữa chứ mình đi tìm như vậy mình thấy thật là vô vọng. Ok, bây giờ là lầu 2, thang máy, bản thông báo đã xong. Lầu 3, bản thông báo sẽ có một cái, phòng họp sẽ có một cái. Đi thôi. Chị Bánh Mi nghĩ là hai cái này sẽ là hai cái có quà ở trong đó thật. Tại vì phải có 4 mật thư thật lận. Đây là cái thông báo nè. Sao không có tên mình? Trời ơi. Mình không được để tên ở một cái vị trí nào. Ôi trời là ngu si, miết thi như không có tên tôi. Quá dễ. Ức chế quá à, không có tên mình trong này. Mấy em ơi, mấy em phải nhớ lại cho chị Bánh Mi nhiều vô, subscribe nhiều vô. Chị Bánh Mi không có được một cái nào ở trong đây hết á. Chị Bánh Mi cảm thấy quá là thua kém mà thiệt. Một cái nữa. Cái này dễ thương hơn nha, cái này có kim cương nè, kim sa hụt lụ nè. Còn cái này là có con vịt bánh donut các loại, còn dễ thương quá à. Còn một cái nữa, the last one. Một cái cuối cùng trong phòng học, phòng học nè. Phòng học nè. Phòng học nè. Đây là cái bảng trong phòng học mà anh sếp Hàn Quốc hay học, viết lên đây mà viết bộ lên viết mặt. Ô là la. Trời ơi, chị Bánh Mi cũng không định tìm nữa. Chị Bánh Mi đang định giới thiệu là viết bằng viết lăng màu trắng lạ lùng lắm. Ôi trời kìa. Ôi trời kìa. Thôi khỏi giới thiệu nữa. Sai quá sai, nhưng mà đã tìm được cái gì rồi. Hả? Lại một mistake nữa. Mistake này là về Noel. Trời ơi. Có người tuyết nè, có bông bông tuyết nè, có mấy cái trái trân châu, con chua nữa nè. Để cho Bánh Mi xem. 1 Bây giờ thì mình sẽ đi về studio và mình xài. Cảm ơn Bandora nhiều. Bandora đáng yêu lắm hả nghe. Cái hộp màu hồng là đã tắt rồi. Chị Bánh Mi không biết có ai nhưng mà có thấy tên mình ở trong đó. Và anh Mi nè. Trời ơi, chắc là của chị á. Chắc là của chị thiệt á. Thôi mình sẽ đem xuống dưới đi. Mình sẽ đem xuống dưới. Xong rồi sau đó mình sẽ mở cái hộp màu này ra. Trời ơi, chắc là hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bandora một lần nữa chị Bánh Mi có lời khen ngợi. Yêu quá. Cha 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 cha. Trời trời trời, đại hội luôn á. Trời ơi mấy em ơi, xỉu. Hồi hỏi. Hôm nay là ngày gì vậy? Hôm nay là ngày gì vậy? Ngày làm đẹp toàn dân hả? Hay là cái gì? Ngày làm nail quốc tế hả? Không biết luôn á. Cái gì mà quá trời luôn nè. Bây giờ chị Bunny sẽ làm đẹp, làm nail. À, cái này là cái gì các em biết rồi ha? Đặc biệt là các bạn nữ chắc chắn là sẽ biết nè. Cái này là đồ giũa móng tay. Hôm nay chị Bunny tự phong luôn. Hôm nay sẽ là ngày làm đẹp toàn dân. Ngày làm nail quốc tế. Ngày làm nail Wonderland. Hàng năm cứ vào dịp này chúng ta sẽ lấy đồ làm nail ra chúng ta làm. Xong. Rồi. Bây giờ mình làm nail xong, mình sẽ làm sticker. Mình sẽ dán sticker lên trên móng tay của mình. Chị Bunny sẽ tạm thời để mấy cái này qua, lát hồi mình sơn móng chân sau. Nhưng mà mình sẽ làm móng tay trước. Nhân dịp Noel á, thì chị Bunny sẽ làm dán lên móng tay cái loại sticker mà nó có hình dáng Noel như thế này nè. Nhưng mà để cho nó làm được á thì chúng ta phải chuẩn bị dùng chị Bunny một ít nước nha. Ít nước đó ở đây. Đây nè. Ở đây nó có hướng dẫn nha mấy em. Nè, chị Bunny đọc hướng dẫn nè. Đầu tiên á là chúng ta sẽ lấy cái hình nào mà chúng ta thích ra. Đó. Xong rồi chúng ta sẽ để vô trong nước. Xong rồi chúng ta chờ khoảng từ 1 tới 10. Xong rồi chúng ta sẽ tháo nó ra và chúng ta sẽ dán lên tay của chúng ta. Thì chúng ta sẽ có những cái hình sticker trên móng tay của mình rất là xinh đẹp. Bây giờ thì mình làm thử nha. Các em nhìn chị Bunny làm nè. Chị Bunny thấy hình như là cái này nó sẽ bán ở rất là nhiều những cái chỗ giống như là những cái shop quà tặng nè, hay là nhà sách, những nơi bán văn phòng phẩm á. Chị Bunny sẽ cắt ra ba hình. Một là người tuyết. Hai á là bông tuyết. Ba là cái quả trân châu. Chúng ta sẽ để ở đây trong vòng 10 giây nha. 1 2 3 4 5 6
Trong lúc chờ 10 giây, các em nhớ kéo xuống, bấm cho chị Vani một like, đừng quên subscribe và nhớ kêu gọi mọi người đăng ký cho chị Vani nữa. Cảm ơn các em nhiều. Hết 10 giây, mình sẽ để cái này đây. Ông người tuyết, trời ơi sao ấm tránh né mình vậy? Trời ơi sao kỳ vậy? Rồi. Sau khi đây nè, đây nè, một cái tróc ra rồi nè. Chị Vani sẽ dán ở đây. Đó, trời ơi. Hơi méo. Nhưng mà không sao. Bây giờ mình sẽ tiếp tục như cái này. Ngón út đi. Thả tim. Thật ra là như vậy đã xong rồi. Nhưng mà ngày hôm nay á, chị Vani được tặng quá nhiều những cái đồ sơn móng tay, cho nên là chị Vani quyết định là mình sẽ sơn một lớp bóng lên trên cái móng tay. Chị Vani khuyến cáo luôn nha, thật ra là những cái đồ sơn móng tay này nó sẽ hơi có hóa chất một tí xíu, cho nên những bạn nào mà lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 mình hãy sử dụng. Còn những bạn cấp 1 thì các em khoan sử dụng đã nha. Nhớ đó, đừng có sử dụng sớm quá là không có tốt đâu, tại vì hơi nhiều hóa chất. Đây, một lớp bóng mỏng, thiệt mỏng thôi nha, để mình giữ lại cái đó. Cái đó có nghĩa là cái miếng stick đó. Xong rồi. Thật ra là với một bàn tay như thế này nè, rồi một kiểu tóc gọn gàng như là thắt bánh đuôi tôm như vậy nữa, các em sẽ đầu tư thêm một bộ trang phục màu trắng hoặc là màu đỏ là các em đã sẵn sàng đi chơi Noel rồi đó. Trời ơi, hôm nay Pandora thật là tuyệt vời. Chị Vani sẽ tận dụng tiếp những cái này để mình làm đẹp cho mình. Các em, các bạn nào mà lớn lớn thì cũng có thể làm như vậy nha. Còn bây giờ thì cảm ơn các em đã theo dõi hết video clip này. Đừng có quên like cho chị Vani nha. Thấy không, cái bảng hồi nãy không có hề có tên Vani luôn á. Các em giúp chị Vani một lần được đứng trên bảng tên danh vọng của Reatory được không? Please. Cảm ơn nhiều. Bye bye.